Sau 2 năm xây dựng, công trình kiến trúc nhà thiếu nhi thành phố Hồ Chí Minh đã đi vào hoạt động. Đây là công trình được Thành đoàn thành phố Hồ Chí Minh quan tâm, theo dõi sâu sát từ khi khởi công cho đến ngày hoàn thành. Đây cũng là công trình kiến trúc mới độc đáo của thành phố năng động, phát triển nhất Việt Nam. Nằm trên 4 trục đường chính của quận 3 là Nam Kỳ Khởi Nghĩa, Lê Quý Đôn, Võ Thị Sáu, Tú Xương. Công trình nhà thiếu nhi thành phố nổi bật với thiết kế ấn tượng. Công trình này là món quà mà lãnh đạo thành phố dành tặng cho những chủ nhân nhỏ tuổi của thành phố. Lấy ý tưởng như một hạt mầm đang nảy chồi, kiến trúc sư Nguyễn Trường Lưu đã thiết kế hiện đại và thân thiện. Ông quan niệm thiếu nhi như những mầm non cần được chăm sóc để có thể phát triển thành những cây to, khỏe mạnh. Hình tượng chồi non được chọn làm ý tưởng chủ đạo. Nhà thiếu nhi giống như một tổ ấm, là nơi các em được nuôi dưỡng, dạy dỗ, vui chơi. Các em sẽ trưởng thành như những cánh diều bay xa, bay cao. Từ ý tưởng đó, công trình nhà thiếu nhi được tổ hợp bởi các hình khối, đường nét, mầm cây, cánh diều, tổ chim, tạo nên hình ảnh kiến trúc nhẹ nhàng, mềm mại, gần gũi, sinh động, phù hợp với lứa tuổi thiếu nhi. Nhiều người cho rằng công trình như một con thuyền vươn ra biển lớn, chở những mơ ước khát vọng của các em. Đây cũng là ý tưởng hợp lý và thuyết phục. Trong các không gian như cầu thang, hầm để xe, nhiều bức tranh sinh động được vẽ rất đẹp nhằm tạo không khí vui tươi cho các em nhỏ. Không gian mỹ thuật này kích thích sự tưởng tượng và sáng tạo cho các em. Với tổng diện tích sàn xây dựng 11.655 m², 5 tầng, nhà thiếu nhi mới có 15 phòng chức năng, 25 phòng năng khiếu phục vụ hoạt động thường xuyên của nhà thiếu nhi. Không gian ngoài trời thường được tổ chức các hoạt động ngoại khóa như các lớp vẽ tranh, lớp trò chơi trí tuệ, lớp cờ vua, thu hút nhiều em nhỏ tham gia. Bức tượng nghệ thuật Bác Hồ với thiếu nhi trước cửa Ủy ban Nhân dân thành phố được cung thỉnh về nhà thiếu nhi, đặt trang trọng tại khuôn viên trung tâm của nhà thiếu nhi thành phố. Xung quanh là mảng không gian xanh được thiết kế hài hòa. Cùng với công trình kiến trúc mới đi vào hoạt động, nhà thiếu nhi thành phố mở rộng không gian như một công viên để người dân tận hưởng không khí thoáng mát, sạch sẽ. Công trình nhà thiếu nhi nằm trọn trong 4 con đường lớn của thành phố, với kiến trúc hiện đại, đẹp và thẩm mỹ. Công trình này thực sự là một điểm nhấn kiến trúc ấn tượng của Sài Gòn, thành phố Hồ Chí Minh.